Cũng trong chiều nay, các đại biểu thuộc Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị quận Sơn Trà, gồm ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, ông Huỳnh Bá Cử, bà Nguyễn Thị Phượng có buổi tiếp xúc cử tri phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Đại diện Tổ đại biểu đã thông qua nội dung trọng tâm cơ bản tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Kỳ họp sẽ xem xét thảo luận 136 báo cáo tờ trình, chất vấn và trả lời chất vấn, phân tích triển khai thực hiện kinh tế xã hội quốc phòng an ninh. Tổ đại biểu cũng phản hồi lại những kiến nghị của cử tri trước đó với Hội đồng Nhân dân thành phố là xử lý dây điện chằng chịt, hệ thống nạo vét, mương cống thoát nước, hỗ trợ lao động tự do, phân bổ kịp thời vaccine cho người dân. Tại hội nghị, nhiều cử tri có ý kiến về sắp xếp kiện toàn tổ dân phố trên địa bàn thành phố, đẩy nhanh hoàn thành dự án khu dân cư Mỹ Khê 5, nghiên cứu tổ chức hội chợ việc làm cho người lao động, xây dựng nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, kiểm tra lại đường dây nóng của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trên cơ sở ghi nhận các ý kiến tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị quận Sơn Trà sẽ tổng hợp và đưa vào nội dung các vấn đề thảo luận tại kỳ họp.